khi mà mình vào vai và mình bất kỳ phân cảnh ở trong phim thì đó là hai nhân vật với nhau, là Su và Joe, chứ không phải là mình với Tô Kinh Lâm. Nên là khi diễn thì mình là Su và mình đang làm những cái hành động mềm với Joe, chứ không phải là với Tôn Kinh Lâm ở ngoài đời, và đây cũng không phải là Dương Vũ ở ngoài đời. Xin chào mọi người, mình là Dương Vũ và ngày hôm nay thì mọi người đi tô tượng cùng với mình nhá. Xin mời. Bao lâu rồi Dương Vũ không có đi tô tượng? Chắc là lần cuối mình tô tượng là trước khi mình nổi tiếng. Là lâu lắm rồi, trước khi mọi người biết đến mình thì mình rất là hay đi đến mấy cái workshop này này, rồi ngồi tô tượng hoặc là tô tranh cát, hay là mình rất là thích làm những cái như là làm gốm. Có nghĩa là cũng rất lâu rồi đúng không? Rất lâu rồi, chắc là tính là chắc là hơn 10 năm. Thế vậy hôm nay là mình vừa tô tượng, mình vừa vui vẻ trả lời phỏng vấn ha. Ok luôn. Rồi, trước tiên thì cũng phải nói về cái bộ phim mới đây nhất của Trương Vũ đi. Thì cảm xúc bây giờ của Trương Vũ ra sao khi mà bộ phim chiếu cũng được là khoảng hơn một tuần rồi ha? À, 3 ngày. Từ 3 ngày. 19 tháng 4. Nhưng mà tính từ xuất chiếu sớm thì xuất là... Xuất chiếu sớm là 18 tháng 4. Ồ. Là cũng vài ngày rồi thì nói chung là... mình cũng đỡ hồi hộp hơn, tại vì thực ra là cái thời điểm mà trước khi phim ra mình là cái thời điểm mà mình căng thẳng nhất, tại vì mình không biết được một cái gì cả, mình cũng không biết là phản ứng khán giả sẽ ra sao ấy. Còn sau khi mà phim ra rồi thì mình cũng cảm thấy là mình nhẹ nhàng hơn, mình thoải mái hơn này, rồi coi như là cái áp lực nó được giảm đi một phần. Tất nhiên là bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái ý kiến khen chê, thì khen thì mình nhận và mình cảm ơn, còn cái gì mà mọi người muốn góp ý thì mình cũng sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những bộ phim sau. Vậy thì không biết mình có dự định nghỉ xả hơi nào chưa? Nghỉ xả hơi thì chắc là không, nghĩa là với công việc này của mình thì mình sẽ nghỉ ngơi bất cứ khi nào mà mình không có gì làm trong ngày thôi. Nghĩa là nghỉ xen kẽ thôi, chứ không phải là kế hoạch nghỉ là nghỉ hẳn 3 tháng hay nghỉ hẳn 1 tuần đâu. Cứ có công việc thì mình sẽ làm. Và nếu mà ngày nào mà rảnh thì mình nghỉ thôi. Như hiện tại thì nó cũng hơi gọi là cũng nghỉ ngơi một tí chứ. Mình cũng nghỉ xả hơi này. Những cái hoạt động này cũng sẽ giúp mình xả stress rất là nhiều, và làm mình kiểu như là mình không có bị suy nghĩ quá nhiều. Khi mà mình mệt mỏi, mình muốn là không ngừng suy nghĩ, mình muốn thư giãn, mình muốn thả lỏng một chút, thì mình sẽ lựa chọn những cái hoạt động này để mình có thể tập trung, mình có thể gọi là phân tâm một chút và mình không có bị suy nghĩ quá nhiều. Mình là một người suy nghĩ rất là nhiều. Tính ra là lâu rồi Trung Vũ mới chơi lại bộ môn tô tượng này. Vậy thì không biết khi mà mình mỗi lần mình nghỉ xả hơi á, thường mình sẽ làm cái gì nè? Kiểu như là mình thể thao, mình shopping, mình tiêu tiền, hay là mình ăn uống, hay là chỉ đơn giản là nằm không thôi? Tôi nghĩ là có tất cả những cái hoạt động mà bạn vừa kể. Nghĩa là mình có, như mọi người thấy đó, là tô tượng này, hay là vẽ tranh này, làm những cái workshop làm gốm này, hoặc là chỉ đơn giản là đi shopping, đi gọi là tiêu bớt một chút cái thành quả của mình, là mình kiếm ra tiền thì mình cũng tiêu tiền xả stress một chút, mình ăn món gì đó ngon, mình mua một cái món đồ gì đó mình thích, hay là mình đi xem phim. Xem phim thì đối với mình nó vừa là học vừa là giải trí, tại vì đã là một diễn viên rồi thì khi xem phim mình sẽ không còn xem phim với tâm thế là khán giả như trước được nữa, mà mình xem thì trong cái bộ phim đó mình xem được rất là nhiều thứ và mình học được rất là nhiều thứ, từ cách quay, cách kể chuyện cho đến cách diễn của nhân vật, cho mình không còn có thể nào xem phim như là một khán giả như là mình hồi trước nữa. Rồi thì mình cũng có những cái hoạt động mà mình ưa thích, ví dụ như là chơi thể thao, mình thích tập võ. Mình thích chơi những môn như là cầu lông này, hoặc là bơi lội này, hoặc là nói chung có rất là nhiều thứ để làm. Về tập võ thì không biết là Trung Vũ tới cái đai nào rồi. Tại vì đợt mình tập là mình tập Muay Thái, hồi xưa mình tập Muay Thái. Thì mình không có tập để thi đai, và Muay Thái nó cũng không có đai cụ thể như là giống như là trong Taekwondo hay là Karate-do, mà nó sẽ giống như là đi lên đài và đấu. Nhưng mình hỏi thầy ở bên Thái thì bảo là thực ra là cũng có đai, nhưng mà sẽ khác với đai của các bộ môn khác. Thì mình khi mà mình tập Muay Thái thì mình thích Muay Thái ở cái điểm là mình không thích đấm bao cát nha, mình rất là thích lên đài và tập đối kháng, đó là cái điều mình thích. Còn dạo gần đây thì mình không còn ở Thái nữa, nên là mình cũng chưa có tập Muay Thái ở Việt Nam bao giờ. Thì mình đổi qua mình tập Cascade. Tức là Trung Vũ rất hợp với một cái câu. Đối Trung Vũ là cái gì? Liên quan đến võ. Nhỏ mà có võ. Nhỏ mà có võ, đúng rồi. Nhỏ con nhưng mà lại có võ. Hồi nãy thì chị có đề cập tới việc mình sẽ tiêu một cái phần mà mình làm ra. Vậy thì cái lần mà mình tiêu gọi là khủng nhất là khi nào, bao tiền, mà đó là món gì?
khủng nhất, nghĩa là cái món mà mình tự thưởng cho bản thân đắt nhất đó rồi, chắc là đợt sinh nhật mình vào năm 2019, thì lúc đó là lúc mình cũng mới gọi là về Việt Nam và cũng gọi là lần đầu tiên trải nghiệm sự nổi tiếng. Thì là mình đã mua cho bản thân mình một chiếc xe vào nhân dịp sinh nhật. Chiếc xe đó thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng, đó là xe Mercedes C300, có giá tiền là khoảng tầm gần 2 tỷ. 2 tỷ, cũng rất là khủng nha. À, bây giờ chúng ta quay lại với công việc đi. Thì trong 2 năm qua thì Jun có đi học về diễn xuất. Thế nên là cái lần này khi mà mình nhận vai diễn á, chắc hẳn là mình đã tự tin hơn rất nhiều và rất là sẵn sàng rồi đúng không? Tự tin hơn thì chắc chắn là có, so với lúc đầu mà mình chưa có nhiều kiến thức về chuyên môn. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái việc mà mình học xong rồi mình đi đóng phim á, nó chỉ là thực hành những cái kiến thức mình đã học. Và sau khi đóng phim được một thời gian thì mình cũng sẽ lại tiếp tục nhận ra thêm là mình sẽ thiếu sót thêm cái gì, rồi mình sẽ lại đi học tiếp. Học nhưng... nó kiểu vô tận lắm. Nhưng mà bản thân Jun có thấy là mình khá là mạo hiểm khi mà chọn im hơi lặng tiếng, không có nhận phim trong suốt 2 năm không? Mạo hiểm thì chắc là cũng có đấy ạ. Nhưng mà một phần thì cũng là bởi vì là trong 2 năm đó mình không có duyên với một cái kịch bản nào mà mình cảm thấy phù hợp với mình, hay là mình cảm thấy là nó có thể chạm đến mình chẳng hạn. Nói chung là chưa có duyên với kịch bản nào khác, cho nên là mình mới ngưng thôi, chứ không phải là mình quyết định mình không nhận gì nữa và mình đi đóng phim. Thì chắc là đó cũng là một cái gọi là một cái cơ hội, một cái dịp mà trời cho, mình cũng không tính trước, mà mình sử dụng được cái dịp đó để mà mình đi học rất là nhiều thứ mà trước đó thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có thời gian đi học nhiều như vậy. Vậy là cái duyên nó đã tới với cái bộ phim lần này. Dạ. Tham gia một cái bộ phim mà nó táo bạo như thế này á, thì Jun sợ nhất là điều gì và đã chuẩn bị tâm lý như thế nào? Thực ra khi mà tham gia bất kỳ bộ phim nào thì điều mình sợ nhất đó chính là sợ rằng là khán giả sẽ không thấy được những gì mình thấy, sợ rằng là khán giả không có đón nhận cái sản phẩm của mình. Đó là điều mà không chỉ diễn viên mà mình nghĩ là bất kỳ ai trong ekip phim cũng sẽ sợ nhất. Và trong cái thời gian mà mình chuẩn bị á, thì về mặt tâm lý mình cũng đã sửa soạn nó như thế nào? Mặt tâm lý thì thực sự là khi mà mình nhận một dự án nào thì mình chỉ suy nghĩ là mình sẽ dùng hết tất cả những kiến thức mình có, dùng hết tất cả sự chuẩn bị mà mình có thể làm để mà mình thực hiện cái vai diễn đấy tốt nhất một cách có thể. Sau khi mà mình dùng hết tất cả rồi và không còn gì để mà tiếc hay hối hận nữa thì mọi sự là do khán giả quyết định. Chứ còn mình sẽ chỉ làm được tốt nhất trong những vai trò của mình thôi. Những cái... Tất nhiên là một bộ phim thì nó cũng sẽ có rất là nhiều khâu, chứ không chỉ là diễn viên làm nên bộ phim mà còn có rất là nhiều thứ khác. Ví dụ như là marketing, hay là còn có dựng phim, rồi đạo diễn hay là biên kịch cũng sẽ là một phần xây dựng nên cái thành công của phim, cho nên là mình cứ làm tốt việc của mình đã. Khi mà ngồi ở đây á, thì thấy Jun trong một hình tượng cô gái nhìn có vẻ kiêu sa, dịu dàng, khác hẳn với nhân vật Su ở trong phim. Thì khi mà nhận cái bộ phim này á, Jun có sợ cái hình tượng mà ngoan hiền, dịu dàng của mình bị phá vỡ không? Thực sự thì mình chưa bao giờ cố gắng xây nên cho mình một cái hình tượng gọi là dịu dàng hay là ngoan hiền cả. Mà có lẽ là ở ngoài đời mình cảm thấy mình lúc này lúc kia cũng giống như mọi người thôi, nghĩa là tùy vào mình đi chơi với ai. Mình đi chơi với bạn bè thì mình cũng bung xõa, mình nói nhiều lắm. Nhưng mà ví dụ mà trước một mặt người lạ thì mình sẽ gọi là cẩn thận hơn, mình sẽ giữ kẽ hơn, kiểu vậy. Thì đối với Jun thì Jun cũng có những lúc, ví dụ như mọi người khán giả hay thấy Jun là Jun hay không nói nhiều, hay hơi hướng nội một tí, thì đó là Jun khi mà Jun chưa quen ai cả. Khi mà Jun rượu vào hay là Jun thân quen được một chút thì Jun sẽ quậy hơn, Jun sẽ dám thoải mái hơn. Thì Su cũng là một phần của Jun. Nhân vật Su đó thì không có phải là giống Jun hoàn toàn 100%, nhưng mà đâu đó của Su là Jun có thể cảm nhận được. Và đó cũng chính là lý do tại sao mình nhận cái nhân vật này, mình nhận cái kịch bản này, bởi vì mình cảm thấy đồng cảm với cô gái này. Nó cũng chỉ là một cái duyên với mình. Có lẽ là cái câu hỏi này Jun đã từng trả lời nhiều lần rồi, là gia đình có hỏi ý kiến gia đình chưa khi mà nhận cái vai này, nhưng mà mình thì mình sẽ không hỏi như thế. Mình sẽ hỏi là sau khi gia đình và bạn bè đã xem cái bộ phim, cái vai diễn lần này thì mọi người phản ứng như thế nào? Thực sự thì gia đình mình chưa xem. Tại vì mình cũng cảm thấy là thực ra là
gia đình mình sẽ không bao giờ gọi là phản đối cả. Nghĩa là trước đây khi mà mình trước khi làm diễn viên ấy thì gia đình cũng lo lắng không biết là mình có làm được không, tại vì đó giờ mình chưa có bộc lộ một chút nào năng khiếu liên quan tới nghệ thuật cả. Nên là lúc đầu mình làm diễn viên thì gia đình cũng có tò mò rồi cũng có thắc mắc lắm, nhưng mà sau bao nhiêu năm rồi thì mọi người cũng tin tưởng ở mình là mình biết mình đang làm gì và cũng phải là có khả năng nào đó thì mới tiếp tục công việc này được suốt bao nhiêu năm đó, thì mọi người cũng không có nghi ngờ về cái việc mình chọn kịch bản như thế nào nữa. Và cũng tùy bộ phim mà mình giới thiệu gia đình ra xem hoặc không, mình sẽ xem là bộ phim này thích hợp giới thiệu với ai thì mình sẽ giới thiệu với người đó. Bộ phim này theo mình đánh giá thì rất là hợp để bạn bè và những người trẻ ra rạp xem phim, nên là mình sẽ giới thiệu cho bạn bè nhiều hơn. Còn sau khi bạn bè xem xong thì họ cũng chỉ trêu mình một chút thôi là phim này cháy quá nha. Rồi khác với tất cả những cái vai diễn mà đó giờ mình đã từng đóng thì mình lại nhận được lời chúc mừng là đã có một cái vai diễn mà khác hẳn trước giờ, một vai diễn rất là cháy và mọi người cũng nói là sẽ hy vọng được thấy thêm nhiều những cái nhân vật khác do mình thủ vai hơn. Vậy là lý do gia đình chưa coi là tại vì Jun không cho gia đình coi? Dạ không, thực ra đó giờ thì mình cũng có Facebook của gia đình mà, cho nên là mình share cái gì thì gia đình mình cũng thấy, thậm chí mình cũng thấy là mẹ mình thả tim. Nhưng mà còn xem hay không thì mình chưa bao giờ mình thực sự gọi là kéo gia đình xem phim cả, nghĩa là mọi người muốn xem thì mọi người sẽ ra rạp xem ủng hộ thôi, chứ cũng không phải là kiểu, nó không phải là hoạt động mà mình hay làm với cả gia đình. Vậy thì bây giờ mình nói về bạn diễn đi. Thì Jun tự chấm điểm cái chemistry của mình với Tô Kinh Lâm là bao nhiêu trên thang điểm 10? Chấm điểm thì khó lắm, tại vì mình thấy một kiểu nhưng mà khán giả thấy kiểu khác thì sao, đúng không? Hoặc là Lâm cũng có thể thấy khác mình. Nhưng mà mình cảm thấy được một điều là khi mà diễn với Lâm, đặc biệt là những cái cảnh mà tình cảm, những cái cảnh mà phải thân mật, phải skinship với nhau ấy, thì Lâm là một người khá là, gọi sao nhỉ? Gọi là chiều theo bạn diễn. Gọi là bạn diễn muốn làm gì thì Lâm cũng sẵn sàng thử. Và Lâm cũng bạo dạn, Lâm cũng tin tưởng ở mình để mà cho mình có thể thoải mái làm tất cả những cái gì mà mình có thể sáng tạo ra, rồi hai đứa cũng thoải mái với nhau để mọi người có thể feel theo cái nhịp diễn của nhau. Nhưng mà hỏi thiệt là diễn với một bạn diễn đã có gia đình thì mình có áp lực không? Thực ra lúc mà mình diễn thì mình không có, lúc diễn là bạn ấy chưa cưới. Và mình cũng biết là từ đầu luôn, từ trước lúc mới nhận dự án luôn mà biết là Tôn Kinh Lâm là mình biết là bạn ấy đã có chủ rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình chủ mà. Đối với mình thì là mình, khi mà mình vào vai và mình bất kỳ phân cảnh ở trong phim thì đó là hai nhân vật với nhau, là Su và Joe, chứ không phải là mình và Tô Kinh Lâm. Nên là khi diễn thì mình là Su và mình đang làm những cái hành động mềm với Joe, chứ không phải là với Tôn Kinh Lâm ở ngoài đời, và đây cũng không phải là Dương Vũ ở ngoài đời. Nên là mình tập trung vào việc của mình thôi, và mình cố gắng đừng có nghĩ ra những cái chuyện, đừng có nghĩ tới những cái chuyện mà yếu tố bên ngoài, bởi vì những cái đó nó sẽ làm mình không tập trung được vào nhân vật. Còn ngoài đời thì cắt máy cái thì ai về nhà đấy. Không có ảnh hưởng, không có làm gì cho cả. Vậy thì kỷ niệm thì sao? Ngoài cái cảnh đóng tới 7 tiếng, thôi chúng ta đừng nói tới cảnh đó đi, thì ngoài cảnh đó thì Jun còn có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ khi quay bộ phim lần này không? Để mình nhớ lại xem nhé. Tại vì quay thì cũng nửa năm trước rồi, mà quay thì có 7 ngày à, cho nên là cũng để mà nhớ lại thì cũng hơi khó. Từ từ để nhớ xem có cái gì thú vị nào. Trong khi mình nhớ thì mình có thể đổi màu cho chú gấu trên tay được không ta? Nãy giờ thấy tô màu đó hơi lâu rồi đó. Đây, cái màu giống mê chan cái ly nước bên cạnh luôn. Đam mê sô-cô-la. Cảnh thú vị, mình nghĩ là đây là một bộ phim mà mình phải ăn nhiều nhất. Nghĩa là đối với riêng Tôn Kinh Lâm thì là Tôn Kinh Lâm đã ăn 25 con hàu và để rồi ngày hôm sau trúng thực. Nhưng mà tại vì quay 7 ngày liên tiếp cho nên là không có lịch, nên là mọi người cũng ráng phải quay. Còn đối với mình thì mình cũng ăn hàu nhưng mà không đến mức nhiều như Lâm, nên là không có trúng thực thì may mắn thôi. Tuy nhiên là mình bên cạnh đó thì mình cũng có phải ăn thịt bò sống này, rồi mình ăn trứng vịt lộn này, mà trứng vịt lộn mà để lâu thì nó tanh ấy. Xong rồi có ăn cả kem, nhưng mà để mà kem không chảy trong cái quá trình quay thì mình đã đổi kem thành khoai tây nghiền. Ekip đã đổi kem thành khoai tây nghiền nhưng mà làm thành màu nâu sô cô la để cho nó trông giống kem, mà mình đã ăn như là mình đang ăn kem vậy. Rồi có rất là nhiều phân cảnh ăn trong đó, để mà cuối cùng khi mà đến phân cảnh ói ra thì là tất cả những cái đồ ăn đó được băm nhỏ ra và cho vào trong một cái bát súp, và mình phải ngậm bát súp đó.
để mà phun ra cho nó tả thực nhất có thể. Thì không biết là lên phim còn được bao nhiêu, nhưng mà lúc đó đây là làm được cái gì chân thật nhất là làm hết rồi. Rồi sau đó thì bụng chuông có ổn không? Rất may là mình không phải nuốt nhiều như là Tô Kinh Lâm, nghĩa là mình chỉ phải là ăn một vài miếng hoặc là mình có thể ngậm rồi mình nhả ra. Thì là trộm vía không sao ạ, chưa sao. Ôi, có một cái phân cảnh ở trên trailer có nhưng mà trong phim lại không có nha, là cái phân cảnh mà anh chỉ nghĩ đến sex thôi. Thì không biết là bây giờ Trung Vũ có thể diễn lại cái đoạn đó. Trời, nhưng mà phải bằng tiếng Thái. Bây giờ mà diễn cái đoạn đấy là censor chết luôn á. Tiếng ra tiếng Thái. Không, tiếng Thái thì cái từ đấy nó vẫn giữ nguyên à. Chúng ta có thể chuyển các phần tiếng Việt phía trước thành tiếng Thái. Thôi mình làm cái khác được không? Tại vì thực sự thì đối với Jun nghĩ là khi mà diễn một phân cảnh nào thì cũng tốn rất là nhiều thời gian để nhập tâm, đặc biệt là phân cảnh đó khi mà mọi người đang cười đùa với nhau, để tại vì mọi người không, đa số tất cả những cái cảnh khóc của Jun đều là cảnh hài của mọi người, cho nên mọi người có thể thoải mái đùa cho nó thoải mái, còn mình thì toàn là ra một góc ngồi chơi một mình để mà lấy tâm lý để lúc đấy khóc thôi. Thành ra là những cái cảnh đó lấy tâm lý nó cũng khá là lâu, và thực ra đó là một cái cảnh cao trào của Su mà do là thời lượng không cho phép nên là đã phải cắt gọt bớt lại. Thực ra cái đoạn đấy dài là một trang A4 mà mình cũng đã tự tay mình sửa rất là dài. Nhưng mà cuối cùng là nó lại không lên sóng, điều đó có làm cho Jun cảm thấy buồn hay là hụt hẫng gì không? Dạ cũng tiếc thôi, nhưng mà thực sự thì chuyên môn của mình là diễn chứ không phải là dựng phim hay là đạo diễn hay là biên kịch, cho nên là mình nghĩ là cái việc cắt gọt thì cũng là do các anh cảm thấy như theo phù hợp nhất thì sẽ làm như vậy thôi. Trong phim thì cũng có phân cảnh là hai người Joe và Su hẹn hò chơi cái trò hỏi đáp. Dạ. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ chơi cái trò hỏi đáp đó nha. Chơi ạ. Ok, lần đầu gặp đối phương Jun sẽ để ý điều gì đầu tiên? Mình sẽ để ý đôi mắt, tại vì mình là một người rất là thích nhìn mắt người khác. Khi mà người ta dám nhìn thẳng vào mắt mình, nó cũng sẽ là một cái điều gì đó. Nói chung là mắt thể hiện rất là nhiều thứ. Hay là người ta né tránh đôi ánh mắt của mình cũng đã là mang một cái ý nghĩa gì đó rồi nha. Và mình rất là thích những người có đôi mắt đẹp, đặc biệt là đôi mắt cười. Điều không thích nhất khi yêu? Điều không thích nhất khi yêu, mình nghĩ đây là điều chung của tất cả mọi người, đó là không ai thích bị lừa dối khi yêu cả, vì bất kỳ lý do gì. Bản thân Jun có từng gặp phải điều đó chưa? Chắc chắn là rồi chứ. Tầm này chắc là gần 30 tuổi đầu rồi, chắc ai cũng sẽ phải bị đôi lần thất bại rồi, đôi lần lừa dối rồi. Tiếp theo, điều lãng mạn nhất muốn làm cho người yêu nhưng chưa có cơ hội? Điều lãng mạn nhất muốn làm cho người yêu chưa có cơ hội. Câu này vừa nãy mình đi phỏng vấn Khánh không? Khánh Vân được hỏi này. Và mình là người gợi ý cái câu trả lời đó luôn. Mình nghĩ mình với Vân có chung điểm chung ở chỗ đấy đấy. Nghĩa là muốn có một cái gia đình với một hai đứa con, một cái gia đình hạnh phúc, rồi một căn nhà. Đó là những điều mình muốn khi mà mình có người yêu và cũng chưa có. Một câu hỏi tiếp theo, sex và love cái nào đến trước? Tất nhiên là love đến trước rồi, tại vì là nếu mà xem hết bộ phim thì mọi người cũng sẽ rút ra được một cái thông điệp là nếu mà không có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ rất là trống rỗng, và cuối cùng thì mình cũng sẽ quay về mình đi tìm tình yêu thôi. Chú có thấy những câu hỏi này quen không? Quen lắm, là trong phim mà. Đây là câu hỏi của Su. Vậy thì không biết bình thường Jun có hay xem lại những cái vai diễn của mình đóng không ta? Xem chứ, nhưng mà xem nghĩa là không quá nhiều. Và cảm xúc lúc đó như thế nào? Xem vừa đủ để mà mình có thể rút ra kinh nghiệm là lần sau mình nên làm gì tốt hơn. Và mình đã làm tốt cái phân cảnh đó nhưng mình nghĩ chưa. Tại vì bình thường khi mà lên phim á, lúc mà mình diễn, mình nghĩ mình diễn một kiểu, nhưng mà nhiều khi trên máy nó lại một kiểu khác. Nói chung là nó cũng vô vàn trường hợp, cho nên là tốt nhất là mình cũng nên xem để mà mình rút kinh nghiệm. Vừa rồi cái hình tượng mỹ nhân tóc ngắn nhuộm xanh rất là hợp với Jun, rất đẹp luôn. Thì không biết là ở ngoài đời Jun có dự định sẽ để kiểu tóc này trong một thời gian không? Thực ra hiện tại tóc mình vẫn đang ngắn, nhưng mà tùy trang phục thì mình sẽ búi lên. Tại vì là tóc ngắn thì thực sự là nó rất là kén trang phục. Còn cái màu xanh đó thì nội 7 ngày quay thôi là nó đã biến từ xanh sang xám, từ xám sang xanh rất là nhiều lần rồi. Mình không thể nào mà mình giữ tóc rắc co được với cái màu tóc đó, cho nên là ở ngoài đời mà để cái tóc đó thì chắc cũng phải chăm rất là kỹ. Và thực ra là quay có 7 ngày thôi, nhưng mình đã để cái mái tóc màu xanh đó khoảng tầm mấy tháng và nhuộm đi nhuộm lại để mà giữ đúng cái màu mà mọi người muốn nhất. Cho nên là sau một thời gian mà đổi màu xanh rồi vàng rồi này kia xong thì mình quyết định về với tóc đen là khỏe nhất. Và mình cũng không muốn cái bộ tóc của mình nó bị hư tổn nhiều, nên là chơi màu chán xong rồi mình vẫn về với tóc đen để chân ái.
Do đó là bây giờ chúng ta đang có một cô Jun Vũ tóc đen ngồi trước mặt. Hồi nãy thì Jun có nói là Jun đã từng tự thưởng cho mình một chiếc xe, vậy thì chắc chắn là Jun biết lái xe đúng không? Mình lái xe cũng khá lâu rồi, từ trước khi mua xe luôn. Vậy thì mình thích tự lái hay là thích có người chở? Để mà gọi là thích thì mình rất là thích tự lái, tại vì mình cảm thấy là cái điều đó nó khiến cho mình cảm giác như là mình tự chủ hơn này, mình thích tự chủ trong mọi thứ. Và mình rất là thích cảm giác là vừa lái xe, vừa suy nghĩ, vừa nghe nhạc. Mình hay làm điều đấy. Khi mà mình cần cái gì suy nghĩ thì mình sẽ lái xe vòng vòng. Vậy thì gu nhạc ở trên xe của Jun sẽ như thế nào ta? Mình tùy tâm trạng lắm. Mình có thể nghe tất cả các thể loại nhạc từ jazz cho đến ballad, rồi kể cả hip hop hay là EDM mình đều nghe được, tùy là tâm trạng của mình lúc đó như thế nào. Đối với mình thì âm nhạc ảnh hưởng đến mình khá là nhiều và nó có thể thay đổi tâm trạng của mình. Ví dụ như là một ngày là mình đang buồn và mình đang tuột mood và mình muốn vui hơn thì mình có thể bật K-pop, những bài hát dễ thương hoặc là EDM để mà nó tăng cái tâm trạng của mình lên và nó hiệu quả tức thì nha. Thỉnh thoảng mình cũng dùng trong diễn xuất nữa. Vậy còn đâu là bài hát mà dạo gần đây Jun thích nhất? Gần đây mình thích nhất ạ? Nhiều quá. Để mình nhớ lại xem là... gần đây mình có một bài hát là mình nghe rất là nhiều lần, đó cũng chính là nhạc phim luôn, là bài Giấc mơ của anh Tùng. Nó là một bài hát rất là thơ. Lúc mình muốn thơ thì nó sẽ thơ, lúc mình muốn suy thì nó sẽ suy. Và nó là một bài hát mà mình có thể nghe hầu như là bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chung có thể thử hát một xíu bài đó không? Thôi ôi, tự dưng ca sĩ người ta hát rồi cái mình hát phá hit người ta là sao? Tự dưng người ta hát hay quá trời xong rồi mình hát dở quá, cái không ai đi tìm nghe bài đó nữa là sao mà tự dưng tại mình. Ok, thế thì thôi, vừa hỏi gu nhạc, bây giờ chúng ta sẽ hỏi gu bạn trai đi. Gu bạn trai của Jun như thế nào? Từ từ cho mình suy nghĩ, con gấu này tên tôm một gì nữa. Ok, gu bạn trai đúng không ạ? Hồi xưa thì cái gu của mình nó rất là cụ thể. Sau khi 29 cái xuân xanh rồi thì mình thấy là càng ngày cái tiêu chuẩn của mình nó càng đơn giản bớt hơn. Tại vì là thực sự là để mà tìm một người đúng hết tiêu chí của mình thì rất là khó. Kiểu như là không biết bao giờ mới tìm được một người như thế. Nên là cuối cùng về sau này thì mình cảm thấy là cái điều quan trọng nhất là mình là cảm giác của mình với người ta. Khi mà mình trò chuyện với một ai đấy, khi mà mình ở bên cạnh một ai đấy và mình cảm thấy bình yên, mình cảm thấy là người ta cho mình được cái... Mình cảm thấy sự chân thành của người ta này, cảm thấy người ta chân thật, cảm thấy người ta giàu tình cảm, cảm thấy thoải mái khi mà thậm chí là khi chả làm gì cả, chỉ ngồi bên cạnh nhau, mạnh ai đấy làm việc của mình ấy. Ví dụ mình bấm điện thoại công việc mình, người ta bấm điện thoại công việc ta, hoặc là mình tố tượng này, mình cảm thấy thoải mái và không phải cố gồng, không phải cố nói gì đó cho thú vị. Thì đó là cái cảm giác thoải mái nhất khi mà ở bên một người, mình sẽ dựa vào cảm giác đó. Và mình đặc biệt là mình rất là thích trai đẹp. Trai đẹp thì đó giờ chưa bao giờ bỏ cả. Vậy thì không biết là Jun có thường tặng cho bạn trai mình những món quà handmade không ta? Ví dụ như hôm nay mình tô cái này xong mình về mình có tặng cho bạn trai mình không? Thực ra hồi xưa khi mà mình có nhiều thời gian hơn, cụ thể là thời sinh viên thì mình rất là thích làm đồ handmade. Mình có từng mua sô-cô-la về làm để cho tặng cho người yêu Valentine này. Hay là mình cũng rất là thích làm những cái món quà như là hiệp, chung là nướng bánh nữa. Thời sinh viên mà thì muốn tặng một cái gì đó to thì cũng không có tiền, nhưng mà muốn người ta biết là mình dành cả tâm huyết để mình làm, nên là mình rất là hay làm đồ handmade. Nhìn đồ handmade như thế nào đó là người ta cũng đã biết được là tâm huyết của mình đến bao nhiêu. Vậy hôm nay đi về có tặng con gấu này cho người yêu không? Để xem là tô đẹp hay xấu. Jun hãy cho biết một hoặc hai tật xấu của mình. Tật xấu của mình á, mình nhiều tật xấu, có thể mình lựa cái nào an toàn mình kể ra nhé. Cái này thì nghe thì có vẻ như là điểm mạnh ấy, nhưng thực ra nó cũng là một tật xấu của mình luôn. Nghĩa là mình là một người rất là cầu toàn. Mình sẽ muốn tất cả mọi thứ trong kiểm soát của mình, và mình muốn làm mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ bị là ôm rất là nhiều việc vào mình. Nhiều khi mình rất bận nhưng mà mình không có dám buông bất kỳ điều gì ra. Vì mỗi cái gì mà xảy ra sai sót do mình không có quản tốt cái điều đó là mình sẽ tự vấn bản thân mình, tự làm mình mệt. Mình overthinking nữa, cho nên là mình suy nghĩ rất là nhiều và mình cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ trong khả năng của mình. Điều đấy khiến cho là nhiều khi mình sẽ bị gọi là áp lực bản thân nhiều quá, không có tận hưởng được công việc mình đang làm và cũng làm cho bản thân mình mệt mỏi dần. Một tật xấu nữa ha. Một tật xấu nữa đi, cái đó nó hơi không xấu lắm. Cũng xấu mà. Khi mà gặp một người mà
cố gắng làm tốt mọi thứ mà làm không được rồi quạo là xấu nhá. Một tật xấu nữa là mình nghĩ rất là nhiều, overthinking đó ạ. Nghĩa là khi mà mọi thứ nó chỉ có nhiêu đó thôi, nó không có gì, nhiều khi người ta nói không có ý gì hết nhưng mà mình suy nghĩ 7-7-4-9 lần, mình nghĩ đủ kiểu xem là liệu người ta có ý gì không, rồi mình lại suy nghĩ lại một lần nữa xem là liệu là mình có đang suy nghĩ quá lên không hay là người ta thực sự như thế. Mình suy nghĩ còn như là không bao giờ, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, cứ rảnh ra là suy nghĩ, cho nên là mình cần có những cái hoạt động như thế này để mình bớt suy nghĩ lại. Overthinking này nó có áp dụng ở trong tình yêu của Chun không ta? Áp dụng trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời ạ. Overthinking áp dụng trong công việc nữa ạ. Nghĩa là mỗi lần mà mình đóng xong một phân cảnh hay một cái vai nào đó, hoặc là một bộ phim nào đó luôn, tự dưng cái một ngày đẹp trời mình ngồi xem một bộ phim khác, mình suy nghĩ lại là cái này đáng ra mình có thể làm cho bộ phim mình có thể áp dụng với nhân vật của mình, nó có thể thú vị hơn, và tự dưng mình lại ngồi tiếp. Mình hay thế lắm, hay tự vấn bản thân mình. Thế thì giữa vai phản diện với vai chính diện, Chun sẽ thường thích cái vai nào hơn? Thích vai bản nào thân thú mình vị diễn hơn thì mình sẽ làm. Nhưng mà mình không thích những nhân vật chính mà không có khuyết điểm, tại vì mình nghĩ là để mà cho một cái nhân vật nó đời thì ai cũng sẽ có khuyết điểm ở ngoài đời, là nó là như thế, và mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, cho nên là không có nhân vật phản diện nào nghĩ mình đang là phản diện cả, và cũng không có nhân vật chính diện nào mà lại không có khuyết điểm. Thích bad boy hay good boy? Good boy ạ. Thích trai có múi hay là trai mở một cục? Có múi, thích đẹp trai mà. Ngoài thích bad girl hay thích good girl? Người khác thì mình không đánh giá, nhưng bản thân mình thì tất nhiên là mình muốn là good girl. Vậy thì bản thân Chun ở ngoài đời, Chun thấy mình là bad girl hay là good girl? Mình nghĩ là bất kỳ ai thì cũng sẽ là người xấu trong câu chuyện của người khác, có thể là kể cả mình không cố tình. Nên là mình cũng không thể nào tự đánh giá được bản thân mình tốt hay xấu, nghĩa là mình luôn cố gắng trở thành một người tốt thôi. Còn lỡ mà mình vô tình làm ai đó buồn hay là trở thành người xấu trong câu chuyện của ai đó, nhiều khi mình còn không ý thức được việc đó cơ. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng mà Chun vẫn chưa tô xong. Tô rất là tỉ mẩn nên là không xong được. Thế thì bây giờ Chun cứ việc tô tiếp nhé. Và bye bye Chun hãy gửi một lời bye bye đến mọi người nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi phỏng vấn của Jun và ngồi kiên nhẫn xem Jun tô tượng, nhưng mà bây giờ mới xong cái đầu với cái mũi thôi. Và tối nay mà con tượng này xuất hiện trên story của ai là biết người đó là người yêu của Chun nhá. Nhiều khi mình tự up lên chứ ai đâu. Rồi, tạm biệt Chun Vũ. Mọi người. Bye bye.